Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 6, câu 51 đến 58. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh ta sẽ ban là thịt ta để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh cãi sôi nổi với nhau. Họ nói, làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông được? Chúa Giêsu nói với họ, thật, ta bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt ta là của ăn thật, và máu ta là của uống thật. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở lại trong ta và ta ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đứng hàng sống đã sai ta đến và ta sống nhờ Chúa Cha thế nào thì kẻ ăn ta cũng sẽ nhờ ta mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Quý vị và các bạn thân mến, bài phúc âm của Chúa Nhật lễ kính mình máu Chúa mà chúng ta vừa đọc lại trên đây là từ đoạn cuối cùng của chương 6 phúc âm theo Thánh Gioan, ghi lại phản ứng tiêu cực và tích cực của các môn đệ sau khi nghe Chúa mặc khải về một sự thật cao cả chưa từng có ai dám nói như vậy. Ta là bánh từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta đây, để cho thế gian được sống. Đây là sự thật luôn luôn được sống qua mọi thời đại trong giáo hội của Chúa. Cuộc sống đồ đệ sẽ không được trọn vẹn nếu không sống sự thật này. Và Chúa Giêsu biết rõ, đây là một sự thật chói tai, khó nghe, khó chấp nhận đối với những người Do Thái đương thời, cũng như đối với chúng ta, con người của thế kỷ 21 ngày hôm nay. Chính vì thế mà trước khi mặc khải sự thật này, Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho những ai theo Chúa bằng những dấu lạ cả thể chưa từng xảy ra và chưa từng có ai có thể làm được như vậy. Chúng ta cần đặt những câu phúc âm trên trong toàn bộ chương 6 phúc âm theo Thánh Gioan, trong tương quan với những biến cố lạ trước đó. Trước hết là khung cảnh. Nơi đầu chương 6, chúng ta được nhắc lại cho biết là Chúa Giêsu lên núi và giảng dạy dân chúng tụ lại nơi đó để nghe Chúa. Khung cảnh này là quan trọng đối với dân Do Thái. Khung cảnh này nhắc họ nhớ lại việc đã xảy ra trong lịch sử của dân họ. Thiên Chúa truyền giới răn của Ngài cho dân được tuyển chọn cũng trên núi. Sau khi giảng dạy trên núi cho dân chúng, Chúa Giêsu về thành Ca-pha-nôm
và vào trong hội đường giảng dạy. Chính trong hội đường Capernaum mà Chúa Giêsu mặc khải về bánh sự sống, về việc thịt và máu Ngài trở nên của ăn và của uống, ban sự sống đời đời. Hội đường là nơi quan trọng cho dân Do Thái sau khi được định cư để lắng nghe lời Chúa. Núi là nơi dân Do Thái lắng nghe lời Chúa khi chưa được định cư. Những lời giảng dạy của Chúa trước khi mặc khải về bánh hằng sống là chính mình và máu Chúa, được đặt vào trong khung cảnh quan trọng để được đón nhận cách nghiêm chỉnh. Sau khung cảnh, chúng ta nhìn đến biến cố dấu lạ đi trước lúc Chúa Giêsu mặc khải về mầu nhiệm bánh hằng sống. Đó là hai dấu lạ sau đây. Dấu lạ bánh quá ra nhiều để nuôi sống 2.000 người ăn no nê, và dấu lạ Chúa đi trên mặt biển hồ để đến với các môn đệ. Hai dấu lạ này mặc khải căn cước thần thiên của Chúa, đứng mặc khải tiếp đó về bánh hằng sống. Thử hỏi, đứng đã mặc khải cho thấy quyền năng thần thiên của mình là Thiên Chúa, qua các dấu lạ, qua khung cảnh được chọn để mặc khải, lại không đáng để chúng ta tin vào lời nói của Ngài hay sao? Sau khi đã chuẩn bị, Chúa Giêsu mặc khải, ta là bánh hằng sống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta sẽ được sống muôn đời. Tự nhiên phản ứng con người khó tin, khó hiểu trước những lời mặc khải này. Nhưng với ơn Chúa soi sáng và lôi kéo, chúng ta hãy khiêm tốn cúi mình tôn thờ và chấp nhận lời mặc khải mầu nhiệm này. Mầu nhiệm không ngừng ban sức mạnh giúp chúng ta vượt qua những thử thách của cuộc đời. Thái độ bỏ Chúa ra đi không làm cho Chúa rút lại lời mặc khải. Điều này cho ta thấy và hiểu được tầm quan trọng của những lời mặc khải của Chúa về mầu nhiệm thánh thể. Chúa Giêsu sẽ tiếp tục củng cố đức tin của các thông đồ về bí tích thánh thể này trong bữa tiệc ly, và sau đó khi sống lại trong biến cố hiện ra và cử hành việc bẻ bánh với hai môn đệ trên đường về Emmau. Bí tích thánh thể là chóp đỉnh của đời sống Kitô từ bao thế hệ. Cử hành lễ mình mẫu Thánh Chúa hôm nay, chúng ta khâm phục quyền năng và sự khôn ngoan cao cả và tình thương vô cùng của Thiên Chúa, đứng muốn hiện diện với chúng ta luôn mãi, cho đến tận thế, cho đến tận cùng của tình thương trong bí tích thánh thể. Lạy Chúa, xin hãy củng cố đức tin của mọi người chúng con vào sự hiện diện của Chúa trong thánh thể. Amen.